Đây, em đáp ứng cho bác đấy, USB này, thẻ nhớ. Bác nào thích cóp nhạc gì báo cho em Tuấn. Về các bác USB thì bác chạy TV rồi, thẻ nhớ thì bác chạy TV hoặc bác chạy những chiếc đài để cầm tay đi du lịch, đi dã ngoại hay đi thể thao, đi đâu vân vân tùy. 150k một chiếc 32 GB. Bác nào thích cóp nhạc gì em cóp cho. Nhạc gốc cũng có mà nhạc BMP3 cũng có mà video cũng có mà nhạc karaoke cũng có để cắm cho những chiếc TV không có internet nhé. TV chỉ cần có cổng USB mà không có internet. Bác có thể cắm nghe nhạc trên nó và hoặc karaoke hát trên nó. Đấy thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn hoặc nhắn tin vào số điện thoại là anh cần nhạc 32 GB, anh cần nhạc này này, USB hay thẻ nhớ là nhắn tin vào cho em. Còn nếu gọi không được thì nhắn tin vào thì em sẽ chủ động em làm, em copy nhạc cho các bác, các copy file 150 một cái này, bọn em lấy công làm lãi thôi bác ơi nhé. Một cái này copy nó phải mất hơn 3 tiếng, gần 4 tiếng mới được cái này đấy. Còn đây cũng như các bác khách gửi ổ cứng đây. Thì bác chú ý nhé, gọi không được bác cứ nhắn tin vào cho em là nội dung là ví dụ như là nhạc vàng, nhạc cổ hay nhạc gì đấy chẳng hạn, nhạc trẻ hay nhạc không lời hay nhạc gì đấy, nhạc gốc. Được rồi, các bác là trong thời gian qua thì cũng có nhiều bác nhờ em Tuấn là cóp dữ liệu này, thẻ nhớ này, các loại thẻ nhớ của các bác đây, 32 GB, đây là thẻ liệt khối luôn này, cóp cho các khách gửi đến này, rồi là ổ cứng này của khách gửi đến này, ổ cứng di động khách gửi đến này. Tóm lại là em có thể cóp cho bác nhiều ghi, rất là nhiều ghi, vài trăm ghi hay nghìn ghi, có hết cái dung lượng cho từng mục của bác nhé. Ví dụ như là nhạc ví dụ như tất cả đều là nhạc gốc hết bác. Bác thích lấy nhạc gốc có mà nhạc MP3 cao cấp, có một video cũng có. Bác nào cần thì gửi ổ cứng lên em cóp cho. Hay là không thì bác lấy USB hoặc thẻ nhớ. Thì hiện tại bây giờ ở trên thị trường các bác đang dùng bác chú ý hộ em nhé, bởi vì là cái đầu đọc của dòng nghe nhạc của mình ấy chỉ có một số đầu cao cấp đời mới, ví dụ đầu nhọc nhạc lốt một số thì họ sẽ chạy USB 3.0. Có một số bác hỏi em là tại sao lại không lấy dòng USB 3.0. Báo cáo bác là nếu lấy USB 3.0 thì nó như cái máy tính của bác này. Các bác nhìn, bác nào dùng máy tính bác biết, bác để ý là cái cổng máy 3.0 là nó có cái hiển thị bên trong màu xanh ấy. 3.0. Khi mình lấy USB này 3.0 tất thì hầu như là chỉ có một số cái đầu đời cao mới mới đọc được. Nên không phải là do tiếc tiền hay không tiếc tiền, nó chỉ chênh nhau 10.000, 50.000 thôi, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng nhất là phải dùng cái loại này thì nó mới đọc được cho tất cả các loại đầu nhạc các bác nhé. Đấy. Thì đấy, có một số bác các bác xong lấy hẳn 3.0. Bác ạ, 3.0 có mà. Nhưng mà có phải con đầu mà con màn hình nào hoặc con đầu nghe nhạc nào cũng đọc được 3.0 đâu. 3.0 nó chỉ mới ra được cách đây khoảng 3 đến 5 năm, 3 5 năm thôi. Mà những cái đầu kia nó đọc, có cái đầu kia nó ra từ lâu rồi. Đấy. Vì em làm máy tính em nắm được mà. Đấy. Mà để mà sao một cái ổ cứng, ví dụ như cái bác này bác gửi lên cho em một cái ổ cứng Seagate, ổ cứng 500 GB này. Em phải cắm sang một cái máy này nó chạy nó phải tầm khoảng độ 3 ngày, 3 4 ngày chưa chắc đã xong hết bác nhé. 3 ngày không chắc đã xong hết, bởi vì bạn không nên, đây là lấy công làm lãi thôi. Do vậy mà bác nào thích nhạc bolero, nhạc trữ tình hay nhạc cổ điển hay là nhạc không lời hay là nhạc MP3, bên em chỉ cung cấp, chú ý em là em Tuấn chỉ cung cấp loại thẻ nhớ hoặc USB nhé. Đây thẻ nhớ này và USB này 32 GB, còn 64 GB nhiều đầu không đọc được đâu bác, chú ý nhé. Kịch kim 32 GB thôi, nó đọc nó loát nó mới nhanh chứ không nó loát chậm lắm, thành ra là nó các bác cứ nhiều bác cứ muốn ghi cao đấy, ghi cao cái đầu của bác thấp thế là nó loát rất là chậm, sau nó đe treo nó đơ, khi bác nick bài này rồi nó cứ treo nó đơ, nó không hợp lý. Bác có thể mua hai cái USB 32 GB được sẽ hợp lý hơn là hai là một cái 64 GB, bác chú ý hộ em nhé. Hoặc là bốn cái 32 GB còn hơn là cái 128 GB. Bác chú ý hộ em là bởi vì là khi bác cắm cái 128 GB là vào cái đầu cao cấp nó loát phải một lúc nó mới hết, mới lên được hết, mà cái đầu nhiều nhiều con cái đầu đời thấp nó không lên được. Nên em bên em là có bọn em làm nhiều kinh nghiệm bác. Nên em bảo là cao nhất chỉ 32 GB thôi. 128 GB thả bác lấy bốn con này. Bác chuyển đổi bốn loại nhạc cho em. Bác cắm cắm vào cái nhận ngay, nick bài nó nhận ngay, nó không bị treo, nó không bị giật, không bị giật nhạc. Nha bác chú ý hộ em nhé. Chứ không phải là không có 128 mà không phải là không có 64, không thiếu gì cả, mà có 4 GB thì không bỏ quá được chưa ạ. Đấy nên chính vì vậy là em phải nói luôn là tại sao có nhiều bác gò hỏi đấy, cứ đặt những câu hỏi là tại sao. Đấy, USB thì nó sẽ đọc cái tốc độ nó thấp, còn nó không như những con ổ cứng này nhảy vào nó đọc nhanh, nó khác, nó loát được nhanh, nó khác bạn được chưa. Nên do vậy mà các bác chỉ dùng từ 32 GB trở lên thôi, muốn 64 thì lấy hai con 32, muốn 128 thì lấy bốn con 32 lên cho em, cắm vào cái đầu của nó nhận ngay nhé, cho dễ. Còn về nhạc thì kho nhạc thì nhiều lắm, kho nhạc thì bác ạ, kho nhạc thì có nhạc gốc, nhạc tiền chiến, nhạc nước ngoài, nhạc tổng hợp, nói chung là bên em thì nó nhiều loại nhạc chưa.
loại đấy. Đấy, đến em mở máy tính mà của em nó phải loát một lúc ra 642832, nó nói chung là nhạc ô tô, nhạc hình, nhạc tiếng, nhạc karaoke, kể cả là karaoke chứ bác nhá. Bác nhá. Đây này, karaoke 64GB này, có cả cải lương của Vũ rồi là Trọng Hiếu rồi karaoke 32GB có hết, liên khúc trữ tình rồi liên khúc đủ các loại. Đây là ví dụ như cái tivi nhà bác nào đang có tivi đời cũ nhá, có nghĩa là không bắt được internet nhưng vẫn có cổng USB. Thì bác mua cái USB này về cho em. USB này. Bác mua USB này về bác cắm bác hát được karaoke luôn nhé. Có nghĩa là những chiếc tivi đời cũ nhưng chú ý là phải có cổng USB. Ví dụ như cái này của em ví dụ luôn cho bác ạ. Đây là một cái tivi đời cũ. Đây. Đây là một cái tivi, con này nó không có internet. Mọi ngày em hay chỉnh chiếu cho bác ấy. Ví dụ như con này. Nó không có internet nhưng các bác chú ý hộ em là này. Đây. Đấy, nó phải có cổng USB này. Em cắm nó chạy hết. Bác nhìn chưa? Nó có cổng USB bác chú ý nhá. Cổng USB khác, cổng HDMI khác nhá. Cổng USB là nó vuông đều, cổng HDMI nó bị dẹt góc. Đấy, chú ý hộ em. Đây là con tivi không có internet nhưng có thể chạy hát karaoke cho bác. Đấy, thì em Tuấn ví dụ như thế để cho nó thực tế. Bởi vì là nói như kia nhiều lúc các bác cứ mơ hồ. Bác chú ý hộ em nhé. Đây. Đây là cổng USB 3.0, nó có màu xanh, bác nhìn chưa? Màu xanh. Đấy, màu xanh. Nhưng cái cổng USB 3.0 này thì nó chỉ hỗ trợ cho máy tính hoặc một số cái đời nghe nhạc đời cao. Còn bác chú ý em là bác nhìn đằng sau TV thì nó có cổng HDMI là một này, cổng USB là hai, đây là cổng vuông đấy, chưa? Đấy. Bất kể nhà bác nào có những TV đời cổ có cổng USB đều cắm nhạc karaoke để hát trên đấy được hết và nghe nhạc trực tiếp trên TV được. Nhá, bên em sẽ có cái phần mềm để em copy cho bác chạy được hết nhạc trên TV. Được chưa? Bác dùng chính con, bây giờ nói thật là có khi là nhiều bác đã đi mua một cái đầu lốt đọc nhạc ấy, khó đọc, bác mua cho em có TV nhỏ nhỏ này, có cổng USB đọc được hết, về bác cắm chia xuống. Đấy. Có nhiều cách để mình sử dụng để đọc USB. Bây giờ những chiếc TV ngày xưa các bạn, những cái màn hình mà người ta không có internet đọc được thoải mái. Đấy. Nó chỉ hơi chậm một chút thôi. Đấy. Chưa? Nhạc thì kho nhạc bên em nhiều lắm đây, các ổ. Nói chung bác chọn nhạc đây là nhạc tiếng, nhạc ô tô, nhạc gốc, nhạc hình ô tô, nhạc nghe tóm lại không thiếu cái gì cả. Nếu bác nào thích cóp thì cóp, em chỉ nói thế thôi. Còn hôm nay em tượng trưng đây cho bác đây, cổ ổ thì nhiều. Nói chung là hàng nhiều lắm, không thiếu. Ồ, cứng với bác còn, bác thoải mái. Đây, nhạc gốc, tiếp tục nhạc gốc và nhạc gốc mới. Đây còn có cả nhạc gốc mới là sao? Bởi bác biết tại sao em gọi là nhạc gốc mới không? Bởi vì nhạc gốc mới là những cái nhạc đây này, những cái bolero đời mới nhất bây giờ. Hoàng Oanh, Hoàng Tục, Linh Lan Anh, Mai Thiên Văn hay cái gì. Tóm lại là Thúy Hà. Thúy Hà thì mới ra từ năm ngoái năm kia mới nổi Thúy Hà đúng không? Thì đây có cả Thúy Hà đây cho bác đây. Đấy, bác nhìn chưa? Nhạc gốc hết đấy. Đấy. Chính vì vậy mà em phải ghi là nhạc gốc mới. Nhạc gốc mới có nghĩa là những cái bài, những ca khúc này Phương Thảo vừa ra này, ca sĩ Phương Thảo mới nổi đấy, đấy chưa, thì nó gọi là những đêm ghi hẳn là nhạc gốc mới. Nhạc gốc mới là gì? Là những bản, những ca khúc mới ra gần đây nhất đấy. Nên em phải cập nhật về thường xuyên để cho các bác. Nên do vậy là chiếc USB này có mức giá là 150k. Thật ra bên em làm để lấy công làm lãi thôi bác ạ. 150k, em sẽ cóp đầy dữ liệu 32GB đây cho bác, kể cả thẻ nhớ này cũng 150.000. Bác nào lấy thẻ nhớ thì lấy, mà lấy USB thì lấy. Bởi vì thẻ nhớ này là rất nhiều bác cắm trực tiếp vào những chiếc đài nghe cầm tay ấy. Các bác biết rồi gì? Các ông, các cụ, các bác là cắm vào nghe nhạc cầm tay hoặc đi thể thao, thể dục ấy. Hoặc là nghe xe đạp. Đấy, ví dụ như những một số cái loa tay em hay bán cho các bác đấy. Thì bác chỉ cần mua cái thẻ nhớ này là bác bảo là cho tôi thẻ nhớ này dòng nhạc gì chẳng hạn. Em sẽ cóp đầy cho bác 150k. Thôi nhé. Lấy công làm lãi. Một cái thẻ nhớ 32GB này chắc cóp cũng phải tầm 3 tiếng, 3-4 tiếng. Bởi vì là khi nén vào một cái này để đầy, có nghĩa là nó rộng thì bác thả nó rất là nhanh đúng không? Nhưng khi bác ép nó vào đây này nó rất là lâu. Ép nó vào đây lâu lắm, không đơn giản đâu bác. Để lấy được mấy chục nghìn tiền công của các bác, em cũng để máy tính nó chạy mất mấy tiếng đấy bác. Cũng không đơn giản. Còn chưa tính là lúc đầu lấy nhạc gốc. Lại những cái file nhạc gốc này là phải có bản quyền, phải mất tiền thì mới tải mới bao được về, chứ không phải tự nhiên cứ lên mà tải bình thường đâu bác ơi. Phải mất tiền thì mới có nhạc gốc ạ. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn nhé. USB 32GB hoặc là thẻ nhớ 32GB đều giá 150k. Ok chưa các bác? Bác nào thích cóp nhạc gì em Tuấn sẽ cóp cho. Đấy, em chào các bác.